Hello, vâng, đây là con Flycam DJI Mavic 3 Pro. Đó, và ngay bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh cái cụm camera của nó cho các bạn xem. Xem coi cái ba camera này nó có gì đặc biệt. Đó. Đây là tay cầm DJI RC có tích hợp màn hình sẵn luôn. Đây là toàn cảnh và cận cảnh em nó. Đấy, có cái chữ Mavic 3 Pro này. Đó, và bên đây là tay cầm DJI RC tích hợp sẵn màn hình. Đó. Không cần phải sử dụng điện thoại các bạn ha. Đó. Vâng, body con này thì vẫn như những cái phiên bản trước là Mavic 3 và Mavic 3 Classic. Nó chỉ khác cái cục camera này. Camera danh tiếng của hãng Hasselblad nè. Đó. Đây là cái camera cảm biến rất là lớn. Đó, 4/3 inch, tức là lớn hơn 1 inch. Có khả năng quay lên tới 5K1. Đó, còn bên đây các bạn nhìn thấy cái 2K bên trên thì cái này thấy xịn sò hơn này. Các bạn thấy nó xịn sò hơn không? Đây là cái cam 3X quang học và có khả năng nội suy lên tới 7X. Đó, và bên trái đây ấy, là cái cam nhìn nó hơi nhỏ hơn một chút. Đó là cam tele 7X. À, cảm biến của nó thì chỉ có 1/2 inch thôi. Thì với ba cái cam này thì cái cam 1X này luôn luôn là cam xịn sò nhất các bạn ha. Đó. Đó, còn hai cam kia thì chất lượng nó giảm dần. Đó, và cũng cái cam 1X xịn này này. Con này là tiêu cự là 24mm. 24. Còn cái cam 3X này là tiêu cự 70mm. Và cam tele này là tiêu cự 166mm. Thì duy nhất chỉ có cái cam 1X này là có thể điều chỉnh được khẩu độ. Vâng, khẩu độ các bạn ha. Các bạn nào chơi nhiếp ảnh, chụp ảnh thì sẽ hiểu khẩu độ là để làm gì và tác dụng nó ra sao. Đó, khẩu độ của nó dao động trong khoảng từ 2.8 tới F11. F2.8 tới F11. Còn cái cam 3X và 7X này á thì không có điều chỉnh khẩu độ được. Đó, khẩu độ của cái cam 3X này là 2.8 và khẩu độ của cam 7X này là 3.4. Tức là nó đóng lại nhỏ hơn một chút. Đó, và khẩu độ là fit, không có điều chỉnh được. Cho nên là khi mình quay á, mình ưu tiên sử dụng cái cam 1X này là nhiều nhất. Đó, sau đó bắt đầu mới sử dụng tới 3X và 7X. Ngầu quá các bạn ơi. À, quá ngầu, nó ghi bồ rất là chắc chắn này. Vâng, và ngay bây giờ tôi sẽ bay lên test ba camera này và quay một số quang cảnh ở khu dân cư tôi đang sống cho các bạn xem chất lượng của nó. Ok, cất cánh nào các bạn ơi. Ngoài này hoàng hôn đang xuống đẹp quá. Kéo hai cần vào. Nâng cần trái lên. Wow. Quá tuyệt vời. Vâng, tôi xoay vòng cho các bạn xem. Vâng, gió bây giờ đang rất là mạnh. Đó. Mời các bạn xem cận cảnh em đó. Vâng, hiện tại bây giờ nó đang gió khá là mạnh. Các bạn có nhìn thấy cái sự tròng trành của nó không? Vâng, lúc trước tôi có review những con mini thì mọi người hay cười chê là kêu nó tròng trành. Nhưng mà đây là con Mavic 3 Pro khủng nhất hiện nay. Nhưng mà gió mạnh thì nó vẫn tròng trành như thường các bạn ha. Tiếng ồn của con Mavic 3 Pro này thì cũng khá là lớn, hình như là lớn hơn những con khác. Nó lên tới 82 decibel lại. Nhưng mà do tôi có sử dụng micro có chống ồn á, cho nên các bạn nghe tiếng nó nhỏ thôi. Bây giờ mời các bạn xem một số đoạn video tôi quay vòng quanh khu dân cư tôi đang ở và một số hình ảnh trong cái chuyến đi măng đen công tâm trong 5 ngày lễ vừa qua.
có rất nhiều cái cảnh rất đẹp. Mời các bạn xem để đánh giá chất lượng cái camera Hasselblad của con Mavic 3 Pro này và 3 cam của nó chất lượng nó sẽ như thế nào. Vâng, mời các bạn theo dõi tiếp video. Vâng, khi mà cất cánh mình thốc ga mạnh lên ấy, hoặc là lao tới ấy, thì tiếng ồn của nó khá là lớn các bạn nha. Con này lên tới 82 decibel. Đó, họ có dán cái nhãn ở bên hông máy luôn. Cho nên nếu các bạn bay ở những nơi mà cần sự yên tĩnh ấy, thì nên lưu ý đó, mình nhấp ga nhẹ nhẹ thôi, chứ nó không là nghe tiếng ồn lắm á. Ở những nơi yên lặng thì có thể nghe rõ rất là xa. Vâng, đây là zoom đây. Zoom từ cam 1x tự động chuyển qua cam 3x và chuyển qua cam 7x và tiếp tục nâng kỹ thuật số lên đến 28x. Đấy, thì các bạn thấy kỹ thuật số mà lên tới 28x như thế này thì chất lượng nó còn dùng được hay không? Vâng, đôi lúc cần thiết các bạn ha, mình không thể tiếp cận lại gần thì mình vẫn phải sử dụng zoom. Đó, nó luân chuyển 3 cam. Các bạn nhớ chuyển sang cái chế độ cái mode Explorer thì mình mới quay liên tục 3 cam được nha. Còn nếu để chế mode bay bình thường ấy thì chỉ quay được từng cam riêng thôi. Mỗi lần chuyển cam là lại phải dừng quay. Đấy, tôi đang ở độ cao lên tới 500m. Đó, maximum của con này là 500m. Tuy nhiên có thể mở rộng lên đến 1000m. Nhưng không phải chỗ nào cũng có thể bay được. Đó, ví dụ như ở nhà tôi đây, vùng ven quận 8 này thì chỉ bay được có 500m thôi. Cũng giống như những con bình thường, không thể lên được 1000. Nhưng mà nếu như các bạn đi ở những vùng sâu, vùng xa, vùng núi, ở những cái nơi mà xa thành thị ấy, thì có thể lên đến 1000. Vâng, đang ở độ cao 500m tôi zoom xuống dưới đất được. Vẫn nhìn thấy mình đang ngồi ở dưới ha. Vẫn nhìn thấy. Và nếu tinh mắt thì các bạn vẫn có thể nhận ra là người quen hay người không quen ở khoảng cách độ cao 500m. Zoom kỹ thuật số 28x. Các bạn nào mà thích zoom, thích quay phim nhấn nhá đó, thì không thể bỏ qua con này. Đó. Đấy, mỗi lần nó chuyển qua cam là các bạn thấy nó hơi khựng một tí ha. Hy vọng rằng là 5-7 năm nữa người ta sẽ khắc phục được cái điểm này. Đó, ngay cả điện thoại iPhone 13, 14 hoặc là điện thoại Samsung S22, 23 đời mới nhất bây giờ mà các bạn zoom thì lúc mà nó nhảy cam nó vẫn tưng một cái, nó khựng một cái nhẹ. Vâng, với hình ảnh chất lượng của con này mà các bạn chê thì hiện tại bây giờ không còn con nào có thể thay thế được nó. Những dòng live cam dưới 1kg và dành cho cá nhân thì đây là con Mavic 3 Pro xịn sò nhất hiện nay. Giá của nó là 40.990.000 đồng, là vô đối hiện nay rồi các bạn. Trừ khi các bạn chơi những cái dòng size lớn hơn dành cho các doanh nghiệp. Vâng, đây là khung cảnh ở Măng Đen. Vâng, Măng Đen được mệnh danh là Đà Lạt 2. Đó, ở Kon Tum. Khí hậu rất là mát mẻ và trong lành. Nó gần giống như Đà Lạt, rất là mát mẻ. Tôi mới đi chơi lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 ở đây, 4 ngày ở Măng Đen. Đó, mời các bạn xem một số cảnh thiên nhiên ở đây. Đấy, khi mình đứng trên đồi cao, mình cất cánh, thì Leica nó vẫn hiểu là bắt đầu từ số 0 các bạn ha. Từ 0m ấy, cho dù là Măng Đen đang là ở độ cao so với mặt nước biển là 1.200m. Và mình đứng trên cái đồi này cao mấy trăm mét nữa, nhưng mà nó vẫn bắt đầu khởi điểm là bằng không và mình cất cánh lên. Đó, ở đây á có thể bay lên tới 1000m. Con Mavic 3 này nó cho phép mình bay tới 1000m. Đấy, cho nên là bất cứ tình huống nào hễ có mây là mình vẫn có thể săn được. Wow.
đỉnh chưa các bạn ơi? Tôi thật sự ngỡ ngàng. Đó, săn mây. Mặc dù thời tiết bên dưới thì nó rất là bình thường, nhưng mà khi mình lên đến độ cao 700m thì mình sẽ thấy cảnh này. Đấy, tôi đang quay 4K 30 frame giây. Vâng, nếu các bạn sử dụng cái cam 1X thì có thể quay được 5K1. Cực đỉnh các bạn ha. Đó. Ưu điểm của con này bay lên tới 1000m là một lợi thế rất là lớn, mà không phải con Leica nào cũng có thể làm được như vậy. Chỉ có dòng chuyên nghiệp Mavic 3 mới làm được thôi. Mavic 3, Mavic 3 Classic hoặc là Mavic 3 Pro. Đó, mình đi xuyên qua đám mây và nó rõ từ từ lên. Độ cao 1000m đó các bạn. Đó, con này đó, ga con này khá là mạnh các bạn ha. Mình không quen, tôi đang bay con mini cho nên đụng vào đây là nó vọt nhanh hơn là cái tay điều khiển của mình. Vâng, đây là đèo măng đen. Đây là đèo măng đen cũ, tức là nó đang tồn tại hai con đèo. Đèo mới và đèo cũ, thì tôi đi cái đường đèo cũ này đã bỏ hoang này 9 năm. Cho nên không có người đi. Chỉ có những lâu lâu mới có vài người khách phượt thôi. Thì ở đây vắng, mát mẻ. Mình bay thoải mái các bạn ơi. Đó. Đẹp không? Bên đây là măng đen mới các bạn ha. Cái đường mà nó to hơn, nó ít ngoằn ngoèo hơn này, là đèo măng đen mới này. Đấy, nó song song với lại đèo măng đen cũ. À, cái này là cái cũ à, cái mới bên phải này. Cái mới bên phải, đó, cái vạt đất nó còn đỏ kìa. Quá tự tin các bạn ơi. Khi mà mình chơi Leica mà mình đã sở hữu cho mình con Mavic 3 thì nó đem lại cho mình cái niềm tin gọi là tuyệt đối. Cái khả năng mà mất sóng và pin bị sụt hay là yếu pin. Vâng, hai cái đèo hai bên đó. Bên trái là măng đen mới to và bên phải là măng đen cũ đã bỏ hoang 9 năm nay. Mình bay gió mạnh không thành vấn đề. Đó, pin an toàn, GPS nhận nhanh. Đó, tốc độ bay lên tới 75 km/h, hình ảnh sắc nét. Nói chung là mình sở hữu con Mavic 3 thì nó là vô đối rồi. Cho dù là các bạn quay vlog đi chơi gia đình, bạn bè, hay là bay job, bay sự kiện cho khách hàng, hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn tự tin về chất lượng và mọi thứ khác. Vâng, mời các bạn xem một cảnh quay cực kỳ khó ở trên đồi và điện gió. Đấy, các bạn thấy điện gió không? Khi mà nó xoay như vậy, tức là gió khá là mạnh đó, thì nó mới xoay. Nhiều khi mình đi chơi mình thấy nó, nhưng mà nó không có xoay đâu ạ. Tôi gặp 10 lần thì nó chỉ xoay 5-3 lần thôi, còn đa phần là đứng im. Và hiện tại tôi đang bay tới theo thuận chiều gió đó, cho nên là mình rất là sợ nếu mà bay lại gần, không biết cái lực hút của nó như thế nào. Vâng, đây là zoom 3x. Tôi sợ cho nên tôi zoom 3x để mình quay cận cảnh hơn. Và các bạn thấy khi mình zoom 3x thì nhìn nó, cái bố cục của nó gọn gàng hơn. Và cái chi tiết, cái đối tượng mình cần quay ấy, nó to và nó rõ ràng hơn. Đó, nó làm cho người coi cảm thấy thích thú và nó chill hơn các bạn ha. Đó, nó hoàn toàn nó chill hơn là cái chuyện mà mình bay lại gần. Mình bay lại gần, cái góc nhìn nó sẽ khác hoàn toàn so với chuyện mình đứng hơi xa xa và mình zoom 3x lên. Đó, rất là chill. Hàng trăm cái quạt gió bạn. Đây là khung giờ vàng, 6 giờ chiều này. Đó, để quay được cạnh này á, tôi nghĩ rằng tôi thật sự may mắn. Vâng, đây là zoom 7x này. Tức là mình phải gặp được một cái hàng trăm cái quạt gió như thế này, và nó đang dàn hàng ngang nha, để cho mình dễ quay. Và sau lưng là background là hoàng hôn đang xuống và gió đang thổi. Đó, hoàng hôn đang xuống. Nói chung là đầy đủ các cái dữ liệu, những cái điều kiện cần và đủ để cái thước phim của mình nó ngoạn mục. Đó, mình đang sở hữu với con Mavic 3 Pro zoom tới 7x như thế này, cực kỳ đẹp. Đó, nhìn thấy núi đằng xa mờ mờ ha. Đó, một thước phim thật sự là rất khó đó các bạn. Đó, đây cảnh quay hồ.
quay hồ nước khoảng 10 giờ trưa. Các bạn thấy màu sắc lên như thế nào? Vâng, tất cả video này màu sắc là tôi không có chỉnh gì nhiều cả, chỉ thêm một tí màu các bạn, thêm 2% màu thôi cho nó rực rỡ hơn. Đó là cái gu của tôi, tăng cái saturation lên 2% màu thôi. Ngoài ra sáng tối, độ nét, độ chi tiết vân vân, mình cũng không có lút màu luôn, mình quay chế độ ô tô tự động hoàn toàn, chỉnh màu một tí cho nó tươi tắn, nhìn nó bắt mắt thôi. Đi chơi các bạn thường xuyên gặp những cảnh này, và thường là nó cách xa mình, chuyện một cây số là chuyện bình thường. Như hiện tại tôi đang bay là cách xa hơn một cây số, nên nhiều bạn nói là tôi không cần bay xa. Vâng, không bay xa thì nhiều khi mình không có điều kiện để mình tới những cái nơi gần như thế này. Nếu chỗ nào mình cũng lại gần hết thì nó mất thời gian nhiều lắm quá. Và cái cảnh mình chinh phục á, từ xa mình bay tới á, nó rất là chill. Nó làm cho người coi có cái cảm giác rất là thú vị và đã. Đó, ví dụ như cảnh này. Đó, đây là quang cảnh núi lửa. Núi lửa Chư Plut. Đó, ở Gia Lai, ở Đắk Nông. Đó, các bạn thấy không? Nó mênh mông trời đất như thế này. Đó, và núi lửa kia nó cách xa tôi chắc phải 2 cây số, 2 đến 3 cây số. Mình không có điều kiện đi vào trong sâu hơn. Đó, tại vì nếu vào đi sâu vào nữa đó, các bạn thấy không? Đó là đường đất. Đường đất chỉ dành những người đi trekking. Họ đi trekking 2 cây số để vào tham quan núi lửa trong này và hang động ở bên dưới ấy. Mình đi xe máy, xe mô tô rất khó khăn khi đi cái đường đất này và nguy hiểm và rất là nắng. Cho nên là tôi mới bay con Mavic 3 này tới, thì quay bay từ xa tới nó vẫn làm cái gì đó à, nó làm cho người coi cảm thấy thú vị và nó cảm giác mạnh á. À, cho nên là cái máy nó mạnh, pin nó bay được tới 40 phút. Con này hãng quảng cáo là 43 phút sóng mạnh khi mình đứng dưới đất, khuất những lùm cây, rồi gió, nắng. Thì khi mà mình bay con này, tôi cảm thấy nó rất là tự tin. Rất tự tin. Đó, mình không có sợ. Còn bay những con mini thì mình sợ pin, rồi sợ gió, vân vân. Đó, cái miệng núi lửa đấy các bạn. Nếu mà các bạn có gan nữa đó, thì chui vào cái miệng đó và hạ thấp độ cao xuống để quay bên trong. Vâng, và chúng tôi đi phượt bằng xe máy, một ngày đi cả 500 cây số, thật sự là cũng hơi mệt rồi mà. Cho nên là mình bay là vlog, mình quay lướt thôi, chứ không đặt nặng vấn đề ở đây. Đấy, thác Ba Sĩ rồi. Đây một điểm du lịch, thì đi chơi du lịch, picnic, cắm trại vân vân, thì các bạn nên mua một cái Leica, không nhất thiết là phải con ba rồ như thế này, mà những dòng thấp hơn cũng được. Đó, để quay cái cảnh hùng vĩ như thế này, đi chơi mà mình không có những cái thước phim, những tấm ảnh chụp để lưu niệm thì rất là tiếc. Đó, một năm mình mới đi chơi một lần, thậm chí 2 lần, và đi xa như thế này, 600-700 cây số mới tới đây mà không có thước phim lưu niệm, thì không có tấm ảnh để đời thì rất là tiếc. Đó, các bạn thấy chất lượng video của con Mavic 3 này ok không? Tuyệt vời không? Tôi bay chế độ hoàn toàn tự động cho nó nhanh các bạn, chứ còn nếu mà mình chỉnh M manual thì cái đó để làm việc thôi. Khi có những cái cảnh, những cái shot ngắn nào đặc biệt thì mình mới dùng để dành ưu tiên cho các bạn làm sự kiện, nó quay chương trình, quay quảng cáo. Chứ còn mình đi chơi, mình quay automatic hoàn toàn cho nó nhanh mà vẫn đẹp, chế độ màu vẫn là ô tô bình thường các bạn ha. Đó, tôi chỉnh màu một tí cho nó tươi tắn, mình thích cái gu vậy thôi. Con này mà quay đê lốc nữa thôi hết bài về lút màu. Vâng, chui qua cầu nữa. Đó, khi chui như thế này á, thì các bạn cũng nên đứng ở cự ly gần thôi,
đừng có đứng xa quá. Nếu mà xa quá mà nó mất sóng, mà nó return home, nó nâng độ cao lên á, nó đục cái gầm cầu là tiêu á. Cho nên là ở khoảng cách vài chục mét hoặc 100-200 mét thì ok, còn xa hơn thì mình nên cẩn thận. Đó, thác bác sĩ. Màu sắc quá đẹp các bạn ha. Tôi đang ở thị trấn Măng Đen này. Đây là cái cửa ngõ để vào thị trấn Măng Đen. Đó, nhìn rất đỏ là các bạn biết rồi. Đấy, rừng cây, rừng thông. Mình làm vlog cá nhân hoặc đi chơi với nhóm bạn mà bay con 50 triệu như này thì hơi lãng phí, hơi bị sang. Đó, hơi bị sang. Đó, mình zoom này. Hơi bị sang. Đó, nhưng mà với cái giá 50 triệu đối với người bình thường thì nhiều người nói đắt và thậm chí là quá đắt. Nhưng mà với các anh em mà chơi nhiếp ảnh, chơi chụp ảnh ấy, thì 50 triệu không là cái gì hết các bạn. Tại vì cái máy ảnh của họ cũng đã 50 triệu rồi, thậm chí 100 triệu. Một cái lens để chụp ảnh thôi là cũng 20, 30, 50 triệu là chuyện bình thường. Một cái máy ảnh là phải trang bị 3 cái lens. Một cái tele, một cái normal, nó cũng manual thường, rồi một cái góc rộng vân vân. Một cái máy ảnh, tôi đã từng chơi nhiếp ảnh và bạn bè chơi nhiếp ảnh rất là nhiều. Cái chuyện đi chơi xách cái túi máy ảnh 100 triệu là chuyện bình thường. Mà nó đâu có bay được đâu. Trong con này chỉ có 50 triệu mà không vừa chụp vừa quay lại còn bay được nữa. Vâng, con này bay khả năng của nó lên tới 10 km. 10 km bay thực tế tôi đã test rồi. Còn bay xa hơn nữa thì mình sợ mình không dám bay. Cái hãng công bố lên tới cả 15-16 km. Đấy, pin nó không đủ về đấy. Cho nên độ xa các bạn yên tâm, khỏi phải lo sóng sánh con này. Dùng riết thoải mái. Cho nên nếu như các bạn đã từng chơi nhiếp ảnh, đã từng sở hữu những cái máy ảnh giá 2, 3, 4, 5, 70 triệu thì con Leica này 50 triệu thì quá là rẻ, quá là mềm, không vấn đề gì cả. Chỉ có những bạn chưa từng chơi nhiếp ảnh cho nên là thấy cái máy 50 triệu này khủng khiếp thôi. Chứ với những người, vâng, chất lượng quá đẹp rồi các bạn. Nếu mà các bạn còn chê nữa thì tại thời điểm hiện tại chưa có con Leica nào của cá nhân, gia đình trọng lượng dưới 1 kg mà có thể qua mặt được con này. Con này là vô đối rồi, là đỉnh nhất rồi. Còn nếu các bạn vẫn chê nữa thì nên mua những cái dòng lớn hơn, nặng 2-3 kg, những cái dòng mà trên 100 triệu, 200-400 triệu. Vậy là nãy giờ các bạn đã xem qua tất cả những hình ảnh chúng tôi đi chơi Măng Đen 4 ngày lễ, 5 ngày lễ và quay khá nhiều cái quang cảnh và thời tiết ở mỗi nơi khác nhau. Thì các bạn thấy chất lượng video 4K và 3 camera Hasselblad này của DJI như thế nào? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, nếu các bạn cảm thấy thú vị với con này thì hãy bấm vào phần mô tả của video để liên hệ với shop Tokyo Camera và đặt hàng cho mình một con. Còn nếu các bạn cảm thấy video quá hữu ích thì hãy đăng ký kênh YouTube Đoàn Hồng Giang để đón xem những video tiếp theo. Và nếu các bạn cảm thấy quá hay thì hãy bấm vào nút thanh, nút cảm ơn mà YouTube mới có gần đây. Đó, để mời chủ kênh Đoàn Hồng Giang một ly cà phê đó, hoặc một lít xăng để ủng hộ cho những review và những hành trình sắp tới. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn sớm mua được con Mavic 3 Pro và có những thước phim thật là tuyệt vời cùng bạn bè và gia đình. Yeah.